Cách tìm kem dưỡng ẩm tốt nhất cho từng loại da. Để tìm được loại kem dưỡng ẩm tốt nhất cho bản thân, bạn nên căn cứ vào chính làn da của mình. Dưỡng ẩm là một trong những bước chăm sóc da không thể thiếu trong chu trình skincare mỗi ngày. Đặc biệt, vào mùa hanh khô như hiện tại, không khí trở nên khô lạnh, độ ẩm trong không khí giảm mạnh khiến da càng khô hanh, bong chóc thì việc lựa chọn kem dưỡng lại vô cùng quan trọng. Trên thị trường hiện nay có vô vàn những loại kem dưỡng, tuy nhiên, để chọn được sản phẩm phù hợp với bản thân, thì bạn nên căn cứ dựa trên chính làn da và nhu cầu của mình. Dưới đây là cách chọn kem dưỡng tốt nhất theo từng loại da mà bạn có thể tham khảo. 1. Chọn kem dưỡng ẩm cho da dầu. Da dầu vốn là làn da nhiều dầu nhờn, dễ bị bí tắc, nảy sinh mụn. Nhiều người cho rằng da dầu thì không cần dưỡng ẩm. Nhưng điều này lại hoàn toàn sai lầm. Việc không dưỡng ẩm thậm chí còn có thể khiến da càng phải tiết nhiều dầu để điều tiết độ ẩm, từ đó da càng bí tắc và nảy sinh mụn nhiều hơn. Với da dầu, bạn nên ưu tiên cho những loại kem dưỡng lỏng nhẹ, đặc biệt là dưỡng ẩm dạng gel sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất. Gel dưỡng ẩm có khả năng thẩm thấu nhanh, không gây bết dính. Gel dưỡng ẩm có kết cấu nhẹ hơn kem dưỡng ẩm, giúp cấp ẩm nhẹ nhàng, thẩm thấu nhanh mà không khiến da bị bí bách khó chịu. Bạn cũng nên chú ý, chọn những loại kem dưỡng có bao bì ghi non-comedogenic, không làm bí tắc lỗ chân lông, non-acnegenic, không có thành phần gây mụn, hoặc oil-free, không chứa đầu. 2. Chọn kem dưỡng ẩm cho da khô. Da khô là làn da thiếu nước, thường xuyên bị bong chóc. Với làn da này, bạn cần cân đối tỷ lệ dầu và nước trên da để giữ da luôn căng mịn. Nàng da khô cần ưu ái cho những dòng kem dưỡng có khả năng dưỡng ẩm sâu, kết cấu đậm đặc, chất dạng kem hoặc dạng dầu. Với nàng da khô, bên cạnh kem dưỡng thông thường, bạn còn có thể trộn thêm một chút dầu dưỡng vào kem dưỡng hoặc dùng thêm dầu dưỡng sau kem dưỡng để tăng khả năng dưỡng ẩm, đảm bảo làn da luôn được cấp ẩm đầy đủ. 3. Chọn kem dưỡng ẩm cho da mụn. Làn da mụn vốn đã khá bí tắc, đổ dầu nhiều nên bạn cần ưu tiên cho những loại kem dưỡng lỏng nhẹ, không chứa dầu, không gây mụn, không làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Bạn cũng cần lưu ý về thành phần của kem dưỡng, cần tránh xa những loại kem dưỡng có chứa các thành phần dễ gây kích ứng, nổi mụn như dầu dừa, dầu ô liu. Thay vào đó, nàng da mụn nên ưu tiên cho những loại kem có chứa ha dưỡng ẩm dịu nhẹ hoặc chứa BHA, AHA làm sạch sâu lỗ chân lông, tẩy tế bào chết. 4. Chọn kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm. Làn da nhạy cảm vốn dễ bị kích ứng, mẩn đỏ, do đó, bạn cần chọn những loại kem dưỡng ẩm dịu nhẹ, lành tính. Kem dưỡng cho nàng da nhạy cảm không nên chứa các chất dễ gây kích ứng như hương liệu, dầu khoáng và các hoạt chất mạnh như AHA, BHA, retinol, vitamin C ở nồng độ cao. Thay vào đó, kem dưỡng cho da nhạy cảm nên có chứa những thành phần dịu nhẹ như chiết xuất hoa cúc, chiết xuất cam thảo, nha đam, vitamin B5, vitamin B3. Với nàng da nhạy cảm, bạn có thể tham khảo những dòng mỹ phẩm thuần chay, dược mỹ phẩm. Đây đều là những dòng kem dưỡng lành tính, dịu nhẹ, hợp với mọi loại da, giúp dưỡng ẩm mà không gây kích ứng.